người đàn ông này kéo một cái nữ thi lên khỏi cỗ quan tài. Đột nhiên một cơn gió âm thổi tới, cây nến để ở một góc suýt chút bị thổi tắt. Anh ta lập tức lấy khẩu súng ra bắn rơi một mái ngói. Mái ngói rơi xuống đứng thẳng che chắn gió cho ngọn nến. Lúc này người đàn ông cảm giác phía sau ớn lạnh, quay đầu lại nhìn, một con mèo đen đang nhìn vào anh và kêu gầm gừ. Lúc này người đàn ông nghĩ tới những lời mà Liễu Trần đại sư đã nói, Mô Kim kỵ nhất là trong mộ thất, lại gặp mèo, hồ ly, hoàng thử lang, cực kỳ dễ dẫn tới thi biến. Người đàn ông lén lút nhặt lấy một hạt châu, lợi dụng phép thần thông búng tay để đánh vỡ cái lu từ phía xa. Con mèo đen nghe thấy tiếng động bèn nhanh chóng lao qua đó. Người đàn ông vội vàng dùng sợi dây để kéo nữ thi ra khỏi cỗ quan tài. Không may hạt châu từ trong miệng của nữ thi bị văng ra ngoài, lăn tới bên cạnh cây nến đang cháy. Nữ thi cũng từ từ biến thành mặt mèo. Lúc này một con mèo muốn ngậm hạt châu đi, người đàn ông nhanh chóng dùng ngón tay che miệng lại và phát ra những tiếng kêu kỳ lạ. Con mèo hoang nghe thấy tiếng kêu lạ bèn nhanh chóng bỏ chạy. Người đàn ông thuận thế lộn nhào một vòng, chạy tới nhặt lại hạt châu đó. Đột nhiên lại phát hiện con mèo đen đang lao thật nhanh về phía nữ thi. Người đàn ông đứng dậy dùng một chân đá bay nó, đồng thời nhanh chóng đặt hạt châu vào lại miệng của nữ thi. Nữ thi từ từ khôi phục lại dáng vẻ như cũ. Lúc này con mèo đen lại lao về phía anh, người đàn ông thuận thế né tránh. Nhưng không ngờ là con mèo đen khi chạy đã làm ngã mái ngói đang chắn gió cho ngọn nến. Khi nhìn thấy ngọn nến sắp bị tắt, còn con mèo đen lại mãi đeo bám anh, người đàn ông lại phát ra những tiếng kêu kỳ lạ. Đã thành công đuổi con mèo đen đó đi, người đàn ông nhanh chóng vác nữ thi lên. Cuối cùng cùng lúc với việc ngọn lửa bị tắt, anh đã lấy được liệm phục từ trên người của nữ thi. Thì ra người đàn ông này tên là Trá Cô Tiêu, là thủ lĩnh của tộc người rời núi. Từ hàng ngàn năm nay, người trong bộ tộc luôn không thể thoát khỏi nỗi phiền muộn về lời nguyền cái bất hình con mắt. Vì lẽ đó, Trá Cô Tiêu đã đi tìm Mộc Thần Châu để giải trừ lời nguyền về cái bất đỏ. Thế là anh bèn đi tìm Liễu Trần đại sư để học tập về thuật Mô Kim, và mang liệm phục quay về chính là khảo nghiệm mà Liễu Trần đại sư đã ra cho anh. Trá Cô Tiêu đã thuật lại toàn bộ quá trình anh lấy liệm phục từ trên tử thi, anh kể lại toàn bộ sự thật và hoàn toàn không chút che giấu. Đồng thời nói thêm rằng cùng lúc với tiếng gà gáy và khi ngọn lửa tắt ngấm, anh mới lấy được liệm phục. Liễu Trần nhìn thấy anh thân thủ bất phàm, tính tình lại thành thật, bèn đồng ý nhận anh làm đệ tử, đồng thời quyết tâm đi cùng anh tới Hắc Thủy vực để tìm kiếm Mộc Thần Châu. Hãy chú ý quan sát nhé, đây là một cổ mộ ngàn năm vô cùng thần bí. Điểm cuối của dãy hành lang dài là một bức tượng Phật nằm khổng lồ. Trá Cô Tiêu và Liễu Trần đại sư đã cẩn thận đi xuyên qua hành lang. Đột nhiên, bức tượng Phật nằm khổng lồ đã bắn ra chùm sáng màu vàng kim vô cùng chói lọi. Trong chùm sáng có một con mắt cực kỳ mê người, có thể làm mê hoặc được lòng người. Thomas đứng kế bên bởi vì định lực yếu hơn, nên phút chốc đã bị ánh sáng vàng kim mê hoặc. Trá Cô Tiêu cùng với Liễu Trần đại sư hai người cũng đã bị thôi miên. Rất may là tu vi của Liễu Trần đại sư thâm sâu, nên đã kịp thời kéo giữ Trá Cô Tiêu. Họ còn chưa kịp nói với nhau câu nào, thì Thomas đứng kế bên anh đã lỡ chân rơi xuống vực sâu vạn trượng phía trước. Trá Cô Tiêu nhanh tay lẹ mắt, vội vàng dùng sợi dây để quấn lấy người Thomas, đồng thời kéo anh lên lại. Tôi rời núi thám thính hang động bao nhiêu năm nay, đây là lần đầu tiên nhìn thấy cơ quan như thế. Đây là cơ quan 2 tầng. Cậu nhìn lên mặt đất mà đi, nên mắt không thể nhìn. Cậu nhìn vào Phật nhãn mà đi, thì lại bị thôi miên. Tới đây Trá Cô Tiêu đã hoàn hồn lại. Anh nhún người nhảy lên, lợi dụng cột đá làm bàn đạp, đã nhẹ nhàng bay qua phía đối diện. Sau đó lợi dụng phi hổ chảo, tạo ra một đoạn dây trượt đơn giản, giúp đỡ Liễu Trần đại sư và Thomas qua được vực sâu. Cả ba người đi tới dưới chân Phật nằm. Sư đồ hai người quan sát kỹ lưỡng, ngoại trừ cảm thán bức tượng Phật khí thế hào hùng, thì không hề phát hiện ra bất kỳ manh mối nào. Thomas đứng kế bên vội vàng quỳ xuống vái lạy, cầu xin bảo hộ cho họ được quay về bình an. Nhưng không ngờ vô tình như thế nào lại khởi động cơ quan mật đạo. Lập tức miệng của bức tượng Phật từ từ mở ra, đó chính là lối vào của mật đạo. Ba người thông qua dây thừng đi tới đáy giếng. Đột nhiên một nhóm võ sĩ kim giáp, tay cầm cái rìu khổng lồ từ từ đi tới. Trá Cô Tiêu lập tức rút khẩu súng ra. Võ sĩ kim giáp phút chốc tan biến hoàn toàn. Thì ra nhóm võ sĩ kim giáp này được hình thành từ lớp sơn dầu bị oxy hóa khử. Xem ra chúng ta đã tới cửa mộ rồi. Huyền môn dễ vào, huyền đạo đoạt mệnh. Mộ đạo này tuyệt đối không đơn giản, tôi sẽ đi thám thính trước. Trá Cô Tiêu không dám lơ là, trước tiên anh ném vào trong bộ đạo ống lân quang đang cầm trên tay. Tiếp theo lấy ra cây ô kim cang tổ truyền của bộ tộc rời núi, cẩn thận tỉ mỉ bước trên từng viên gạch để đi về phía trước. Nhưng vẫn đã vô tình chạm vào cơ quan bên trong bộ đạo, các viên gạch nhanh chóng nứt ra chìm xuống. Những con dao khổng lồ đột nhiên bay tới chém về phía anh. Trá Cô Tiêu cong lưng về phía sau, tiếp theo lại là một cú lộn ngược trên không. Bằng thân thủ linh hoạt của mình, tránh được một lần rồi lại một lần tấn công. Tiếp theo sau, mở cái ô kim cang ra để đỡ lấy phi đao, rồi lại dùng hai chân đạp lên cái ô kim cang, cơ thể liên tục xoay vòng 360 độ trong không trung, nhẹ nhàng phá vỡ được tất cả cơ quan. Cả nhóm đi tới huyền môn, Trá Cô Tiêu đang định đưa tay ra mở khóa ngọc bàn, nhưng đã bị Liễu Trần ngăn lại. Ông đoán rằng phía sau ngọc môn này
nhất định có cài đặt sẵn cơ quan tuyệt hộ tương tự như lưu sa khói độc. Muốn tiến vào trong mộ thất thì chỉ có thể đi vào từ phía dưới mộ đạo mà thôi. Trá Cô Tiêu quan sát kỹ lưỡng, phát hiện dưới chân quả nhiên có một lối đi bí mật. Tiếp theo sau cả ba người thông qua lối đi bí mật vào được bên trong mộ thất, nhưng lại bị thu hút bởi đá vẫn thạch màu đen đang treo trên đỉnh đầu, để tránh gặp thêm rắc rối. Ba người hoàn toàn không dừng bước và tiếp tục đi về phía trước. Thomas lấy một cây đuốc trên tường và thắp sáng nó lên. Sau đó anh ta đã bị khung cảnh trước mặt làm cho kinh ngạc. Trên mộ thất chất đầy những kỳ chân dị bảo, bên dưới cây san hô khổng lồ toàn là vàng khối chất cao như núi. Lúc này Trá Cô Tiêu đã bị thu hút bởi một bức tượng Phật màu đen, Mộc Thần Châu. Trá Cô Tiêu bước thật nhanh về phía trước, chính vào lúc anh ta đang định lấy Mộc Thần Châu thì lại bị Liễu Trần Đại Sư ngăn lại, đừng chạm vào. Cái này được khắc ra từ hủ ngọc, chỉ cần cậu chạm tay vào thì sẽ hóa thành nước mù. Cuối cùng Trá Cô Tiêu phát hiện ra ngọn đèn trường minh ở hai bên cánh cửa, cái đèn bên trái thấp hơn cái đèn bên phải khoảng nửa tấc. Thế là anh dùng sức để đẩy nó lên, cánh cửa mộ thất cũng từ từ được mở ra. Cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi.